Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang trong quá trình di chuyển xuống phía Nam và đến khoảng tối và đêm nay nó sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ chiều tối nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông. Từ đêm nay thì ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông thì cần đề phòng có lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai cũng sẽ có mưa rào và rông mạnh, trong cơn rông thì cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó thì tại các tỉnh thành miền Nam, trời ít mưa trở lại và trời nắng nhiều dần, còn nắng nóng xuất hiện. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 cũng đã gần kề. Do kỳ nghỉ lễ khá dài nên các điểm nghỉ dưỡng trên cả nước đều hứa hẹn thu hút đông khách du lịch. Một địa điểm du lịch thú vị mà du khách cũng không nên bỏ qua đó chính là bãi xếp thuộc xã An Trấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là một bãi cát vàng óng kéo dài giữa hai mũi đá lớn nhô ra biển, bãi như một thiên đường hoang sơ. Phía trái bãi là những cụm đá đen to lớn, từ đây trải dài bờ cát vàng mịn, có độ dài vừa phải đến tận mũi đá phía nam. Nhìn từ xa thì nơi đây trông như một ngọn đồi phủ cỏ xanh mướt. Đây chắc hẳn sẽ là nơi lý tưởng để các bạn trẻ căn lều cắm trại để chờ đón ánh bình minh hay là hoàng hôn trên biển so với những khu vực khác của miền Trung chịu ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh thì trong vài ngày tới tại đây, thời tiết khá thuận lợi cho hành trình du lịch khám phá của du khách với tiết trời có nắng và hầu như không có mưa. Nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ. Tiếp sau đây sẽ là một số gợi ý khác cho chuyến du lịch của quý vị và các bạn vào ngày mai. Ở khu vực phía Tây Bắc và khoảng sáng sớm mai thì thời tiết toàn vùng có sự chuyển biến xấu, mưa rông, gió giật và rất có thể là có mưa đá xuất hiện tại đây do vậy du khách tham quan du lịch khám phá trong vùng cần hết sức lưu ý tại khu vực điện biên phổ biến trong khoảng từ 21 đến 30 độ, ẩm từ 60 đến 65%. Tại Sapa nhiệt độ giao động trong khoảng từ 15 đến 25 độ, còn tại khu vực Tam đảo nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 21 đến 25 độ. Tương tự khu vực đông bắc từ đêm nay trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa sông trên diện rộng. Do có mưa nên trong ngày mai nhiệt độ trên toàn vùng giảm từ 2 đến 3 độ, trời mát. Khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội mưa có thể đạt 10 đến 20 mm, có nơi mưa to hơn và kèm theo sông, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh vùng núi từ Hà Giang kéo sang Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Cùng chung ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân có mưa rông trên diện rộng và nhiệt độ giảm dần. Tuy nhiên thì một vài nơi vẫn có cảm giác oi bức do có sự thay đổi đột ngột của thời tiết nên trong quá trình du lịch khám phá trong vùng du khách cần hết sức lưu ý. Tại Sâm Sơn nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 25 đến 29 độ. Phong Nha Kẻ Bàng dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Còn tại khu vực Cố Đô Huế, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 33 độ. Trong khi đó thì ở phía Nam đèo Hải Vân, do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời chuyển nắng nhiều hơn, có nắng nóng cục bộ xuất hiện. Tuy nhiên thì tại đây về chiều có thể có mưa rông xuất hiện do những khối mây đối lưu di chuyển từ phía Tây sang. Cụ thể là tại khu vực Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. Hội An ra động trong khoảng từ 25 đến 32 độ, còn tại khu vực Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 21 đến 28 độ. Thưa quý vị và các bạn, tại các điểm du lịch biển phía Nam từ Nha Trang trở vào, trời đôi lúc có mây và mưa nhẹ. Song nhìn chung sóng gió còn duy trì ở mức thấp nên các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng từ nay đến cuối tháng rất thuận lợi và an toàn. Còn tại khu vực Tây Nguyên, một số nơi sẽ có nắng nóng cục bộ, thời điểm nắng nhiều nhất và oi bức nhất vẫn là sau khoảng thời gian sau 11 giờ trưa đến trước 16 giờ chiều. Xu hướng đến cuối tuần thời tiết trên khu vực sẽ có mưa rông xuất hiện. Tại Pleiku nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 28 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động trong khoảng 22 độ đến 33 độ. Còn tại khu vực Đà Lạt, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 16 cho đến 17 độ, cao nhất vào khoảng 27 độ. Tiếp theo đến với khu vực Nam Bộ. Và ngày mai thì nắng nóng quay trở lại khu vực các tỉnh miền Đông với nhiệt độ lên mức cao từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm trong không khí dưới 60% nên cảm giác oi nóng lại càng rõ rệt hơn, nhất là vào thời điểm sau 11 giờ trưa. Tuy nhiên thì với các điểm tỉnh thành ven biển phía đông, mưa vẫn có khả năng xuất hiện. Tại Tây Ninh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 37 độ. Cần Giờ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ. Còn tại rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Cuối cùng sẽ là thông tin thời tiết du lịch hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai thì vùng biển phía Nam thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bởi có sự thay đổi về hướng gió, đồng thời mây đối lưu phát triển gây mưa rông, gió giật. Do vậy, tàu thuyền và các phương tiện du lịch ra vào đảo cần hết sức chú ý do có khả năng xuất hiện mưa rào và rông nhiều hơn so với các khu vực khác. Tại côn đảo nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 32 độ, còn tại phú quốc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Trong bối cảnh không khí lạnh gây mưa rông trên diện rộng ở bắc và trung bộ, còn nắng nóng lại hoành hành ở nam bộ và tây nguyên, thì các điểm du lịch biển nam trung bộ chính là điểm đến lý tưởng nhất cho chuyến du lịch của quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn có một chuyến đi chơi thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.